Em chào thầy tiến sĩ Đinh Hạnh Dương ạ. Em tên là Thu Hiền thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở một công ty phần mềm. Em cũng là một fan hâm mộ của thầy từ thời sinh viên. Em có câu hỏi với lại thầy. Từ hai từ cuối cùng của cuốn sách là thành công, thì từ thành công thì rất có nhiều khái niệm, thì em muốn biết là khái niệm từ thành công của thầy là như thế nào. Với lại câu hỏi thứ hai em muốn đặt cho thầy là mình có nên lấy cái mục tiêu thành công của người khác để làm mục tiêu của thành công của mình hay không? Dạ, cảm ơn thầy. Ok. Mà bạn hỏi câu đó mà bạn ý thức được điều đó thì mệnh đề tôi đưa ra đầu tiên, kẻ nào hình dung được chữ thành công, kẻ đó đã thắng 60% cuộc đời. Rất nhiều người đến 100 tuổi vẫn không hiểu là thành công là cái gì để mà phấn đấu. Cho nên bạn hỏi câu cực kỳ trúng chỗ đó. Con người nó khác con vật ở chỗ hành vi của nó là hành vi có mục đích. 96% hành vi của con người hàng ngày là làm việc vô mục đích. Đó là số liệu của người Mỹ. Cho nên các bạn thất bại ê chề, mặc dù làm việc chăm chỉ, làm việc đầy hiệu quả, nhưng cái việc ấy không đáng làm. Về cha cho tôi thuật ngữ, hiệu quả và hiệu suất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 200.000 tỷ bất động sản đang tồn kho vì không cần làm mà cứ làm vì không có não. Tôi nói thật. Cho nên ở đây bạn mà xác định được thành công là cái gì, xong bạn làm cái gì liên quan tới thành công thì đời bạn ắt thành công. Cho nên sau 5 năm ra trường thì hai cái cây, một cây cao lớn thế này, một cây thì thấp tẻ, mặc dù hai đứa nguồn lực bằng nhau, thì cuối cùng cái đứa thành công là gì? Cái cây nó cao là vì người ta chịu tỉa cành, những cái gì không đang làm dẹp. Còn cái cây thấp tẻ, cái gì cũng quan tâm, nào là thằng này nhắn tin, nào là đẹp, nào là xấu, nào là lên phây bình luận tào lao. Đời mày không khá được. Cho nên đầu tiên liên tục hiểu thành công là gì, sau đó cái gì liên quan tới nó thì hãy làm. Đó là tôi đấy. Tôi cần bạn cũng làm được điều đó. Vậy thành công là gì? Thành công là tùy thuộc vào hệ giá trị của mỗi người. Hệ giá trị là giá trị niềm tin mà không ai loại ra khỏi đầu tôi được đâu. Từ gia đình, từ mới sinh, từ bối cảnh, tôi có niềm tin cái này là đẹp, cái này là xấu, cái này là thiện, cái này là ác. Các bạn ạ, cái này là đúng, cái này là sai, không áp đặt tôi được. Và nếu áp đặt tôi giả bộ thôi, thì đấy là trị giá niềm tin. Cho nên mục tiêu của mỗi người, thành công mỗi người, không ai định nghĩa giống ai cả. Có người nói nghe thì nói nhiều, ông lý luận. Thành công là nhiều tiền. Đừng chửi người ta, vì đó là hệ giá trị, hệ quy chiếu của người ta. Và cái xã hội này nó vô duy nhất ở chỗ lấy hệ của mình đi bình luận hệ người khác. Không bao giờ ở nước ngoài người ta làm thế. Bạn ăn mặc thế nào người ta tôn trọng bạn tổng cùng, vì đấy là hệ của bạn. Bạn thấy đẹp thì bạn mặc. Đằng này lấy hệ của mình đi bình luận, nếu nói nặng là vô văn hóa. Và tôi bị người ta ném đá cũng thế. Thằng nào khác người ta là thằng ấy xấu, vô cùng tệ hại. Cho nên là mỗi người có một hệ giá trị. Ví dụ cái gian phòng này tôi bảo đẹp, bạn bảo xấu, tôi sẽ tôn trọng bạn tôi cùng. Nhưng bạn hãy tôn trọng tôi. Cho nên thành công là tùy vào mỗi người. Có người bảo sức khỏe là tất cả, đừng chửi người ta. Thằng kia bảo thôi đi, có tiền là có tất. Thằng kia bảo như tiền để làm gì, tao chỉ cần gia đình hạnh phúc rồi. Còn những thằng mà sắp đi tù, mới đi tù ra, đau quá rồi, định nghĩa với tôi hạnh phúc là được giặt quần cho bạn. Đừng chửi người ta, hãy tôn trọng người ta bằng cách tôn trọng mình. Cho nên thành công là không có khái niệm. Đằng này quân nhà mình u xe ở trên mạng, thằng nào có xe hơi, diễn viên nào có xe hơi là thành công sợ thật. Hãy tôn trọng họ nhưng đừng bắt chước. Hãy định nghĩa cho mình. Ok. Ý số 3, Einstein, Newton, hệ sạc lô, Bác Hồ, Lenin. Thế tại sao họ được đúc tượng? Vì hệ quy chiếu của họ hình như thu phục được người khác. Vậy thì bạn hãy lấy mục tiêu của Bác Hồ làm chỉ số tham khảo. Thì thế giới nó chỉ ra thành công nó có một cái hàm đa biến gồm 4 biến. Bạn có thể đồng ý, có thể không, hoặc chọn một biến. Biến 1, sức khỏe, Bác Hồ tập thể dục. Biến 2, gia đình.
toàn bộ dân tộc là gia đình của bạn. Biến bạn là biến bạn. Đừng bè, đừng có kéo bè cho cánh đi tung sạch. Và biến số 4 đó là sự nghiệp, là vừa làm ra tiền vừa cống hiến. Làm ra tiền là hoài bão, là cống hiến, là sứ mạng. Khi bạn hiểu như vậy thì cái gì liên quan tới bốn mặt thì bạn làm. Và ý cuối cùng bạn hỏi thôi, con nên lấy hệ quy chiếu thành công của người khác để áp cho mình không? Bạn sống sau nhân loại vài nghìn năm thì bạn nên nhớ rằng buộc bạn phải tham khảo. Cho nên hệ quy chiếu của bạn nên tham khảo hệ quy chiếu của Bác Hồ, của Lenin, và nếu thấp nữa thì hệ quy chiếu của Lê Thẩm Dương. Chứ còn mình bạn thì ngang ngược quá nhé. Cho nên ở đây tôi theo đúng Bác Hồ luôn. Cho nên thần tượng của tôi là Bác Hồ và Bác Giả. Chả cần thằng ngoại quốc nào cả. Và tôi làm đủ bốn biển luôn. Và tôi tự hào về điều đó. Chứ còn từng ông nổi tiếng, từng khúc ấy, tôi không phải báo đó. Sức khỏe, coi mà nói kinh ạ. Đời tôi là hai máy, một máy là bạn, một máy là bè. Cái đám ấy dẹp, nhưng vẫn phải quan hệ. Một cái nữa là gia đình tôi giữ cực kỳ cân đối. Và một vế nữa là cống hiến đến tận cùng là sự nghiệp. Khi tôi đạt được cả bốn thì tôi xuống quan tài, vuốt mặt xuống liền. Còn bạn có thể chọn một hoặc chọn hai trong tổ hợp bốn yếu tố đó, tùy bạn. Và bây giờ hình như em chưa chọn được đúng không? Bây giờ quan trọng là chồng hơn hay là sự nghiệp hơn? Sự nghiệp hơn. Sự nghiệp hơn thì chồng nó bỏ. Tại sao lại không đặt vấn đề cả hai? Chia sẻ thầy là em chưa có chồng. Đấy là lý do tại sao chưa chồng đấy. Mình cứ chọn sự nghiệp không thôi à? Đúng chưa? Vậy thì hôm nào thảo luận xong chắc cú tỉa hết cành đi. Đời thành công là một cây chỉ bốn cành là tối đa thôi. Người ta gọi đó là lý thuyết tập trung của người Mỹ. Người ta gọi đó là lý thuyết ưu tiên. Đừng nghe tào lao nữa, nghe tôi đi. Ok, cắt cành. Đấy. Ok. Xin cảm ơn thầy ạ.